Trong năm 2023, toàn tỉnh có trên 140 km quốc lộ được nâng cấp sửa chữa, cùng với đó là 547 km tỉnh lộ được triển khai đầu tư. Các tuyến kết nối quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế như quốc lộ 279, đoạn nối từ nút giao IC16 cao tốc Nội Bài Lào Cai đến Lai Châu được đẩy mạnh thi công. Quốc lộ 4D, đoạn Trạm Tôn đến trung tâm thị xã Sapa đang được đầu tư nâng cấp, cơ bản đạt quy mô 4 làn xe vào năm 2024. Ngoài ra, nhiều điểm đen, điểm nguy cơ cao mất an toàn giao thông cũng được xử lý. Hệ thống an toàn, hệ thống thoát nước trên các tuyến được sửa chữa. Đối với hệ thống đường tỉnh đang triển khai đầu tư khoảng 547 km theo quy mô cấp 5 đến cấp 3 miền núi, mặt đường nhựa với chiều rộng tối thiểu là 5,5m. Thông qua đó, góp phần nâng cao khả năng vận hành, khai thác và đảm bảo giao thông cho các tuyến đường, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.